Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đăng ký nộp thuế qua mạng. Khi mà chúng ta đăng ký nộp tờ khai qua mạng rồi và được cấp quyền truy cập vào tài khoản ở trang thuế điện tử .gdt.gov.vn, tại đây sẽ không có phần nộp thuế, chỉ có phần khai thuế. Do đó, để đăng ký nộp được thuế thì chúng ta sẽ phải vào quản lý tài khoản, chọn thay đổi thông tin dịch vụ, sau đó chọn vào đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử. Tại đây thì chúng ta nộp thuế điện tử bằng ngân hàng nào thì các bạn chọn ngân hàng đó và điền chủ tài khoản chính là tên công ty các bạn, điền số tài khoản vào. Ở đây thì tôi đăng ký tên ngân hàng MB, chính là ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Tên tài khoản là tên của công ty các bạn, chúng ta điền vào. Số tài khoản, chúng ta điền số tài khoản vào. Sau đó chúng ta nhấn vào tiếp tục. Lưu ý số tài khoản các bạn phải điền đúng. Sau đó các bạn nhìn thông tin ở trên tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế này xem đã đúng hay chưa, có cần thay đổi thông tin gì không. Nếu cần thay đổi thông tin nào thì các bạn nhấn quay lại để chúng ta sửa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nhấn ký và gửi. Sau khi ký và gửi thành công thì các bạn sẽ phải tải file mẫu của ngân hàng ở bước tiếp theo xuống. Từ đó các bạn sẽ phải in file mẫu đó ra thành hai bản để đem lên ngân hàng ký xác nhận. Và trên file mẫu đấy thì chúng ta cũng cần phải điền đầy đủ các thông tin của công ty các bạn vào. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách đăng ký nộp thuế điện tử trên trang thuế điện tử .gdt.gov.vn.